mình tên là Brian, thế là nickname của mình thôi, tên thiệt là Bảo, nhưng mà đến từ tiệm nail Bellagio Nails and Spa ở thành phố Spring, Texas. Tiệm nail của mình đã được tới thời điểm này đã được 2 năm tuổi. Trước đây thì mình đã vừa đi học vừa đi làm trong ngành nail, thì tính ra thời gian làm chủ với quản lý tiệm nail là khoảng được 5 năm. Mình đã có 2 tiệm là đang trong hoạt động, và 2 tiệm nữa là cuối năm này là mình bắt tay vào xây dựng. Trước đây thì khó khăn về bên cái phần mà quản lý thợ, về bên turn hay là về bên cách làm lương thì có, nhưng mà từ ngày mà anh vô cái DBS thì nó giúp cho anh rất là nhiều về bên quản lý thợ cũng như là cái tính lương cho tiệm. Nó tiết kiệm cho anh rất là nhiều thời gian. Anh biết được tới cái sản phẩm DBS là qua một người bạn, thì người bạn của anh cũng có một vài tiệm nail, thì người ta cũng đã sử cái sản phẩm đó, thì người ta nói rằng nó giúp ích rất là nhiều, xếp cho anh được nhiều thời gian. Thì anh, tiệm này là cái tiệm đầu tiên mà anh bắt đầu sử dụng DBS, thì trong tương lai anh nghĩ là anh sử dụng DBS cho tất cả những tiệm còn lại luôn. Cái hệ thống DBS này là cái cách mà cái ticket mỗi ngày với lại cái làm lương rất là đơn giản. Tới cái kỳ lương là anh chỉ cần print ra là tất cả là ready, thì anh rất là thích về bên cái phần đó. Anh thích nhất cái bên cái sản phẩm DBS này là cuối ngày đó, khi mà người ta print cái report ra cho mỗi người thợ đó, thì nó nói từng cái service cái người thợ đó làm là cái gì. Anh thích cái vấn đề đó là lý do là thí dụ mình có làm lộn, mình có mess up, hay là reception có mess up gì, cuối ngày người thợ người ta go to cái list đó, người ta biết exactly là cái service nào người ta bị mess up. Cái đó là anh thích nhất. Còn trước đây anh cũng có sử dụng một số sản phẩm, thì cuối ngày nó chủ yếu là nó print ra cái total thôi, mà mình muốn go back lại thì mình không biết là mình bị mess up cái service gì. Thì cái bên DBS là nó có được cái itemize cái service, thì cái đó là rất là hiệu quả. Rồi bên cái phần mà go back lại mình sửa chỉnh sửa được cũng rất là easy luôn. Không tốn một tí nào luôn mà rất là dễ dàng, tại vì đa phần những người mà làm reception cho anh là người ta đang ở trong high school, thì những người nào mà đã làm quen với computer là chỉ cần nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ maximum là người ta sẽ làm quen được cái system. Chỉ cần mình chỉ có những cái kiến thức căn bản để sử dụng computer thì mình làm được rất là dễ dàng nha. The system's really easy. All you do is push a couple buttons. I just click the technician's name and then fill out what you got, and that's it. My most favorite feature of the system is looking up people's phone numbers and seeing what they've gotten before and what technician they've used. It makes my life really easier as a receptionist because it's very simple and universal for anybody to use. Bên cạnh là giúp ích cho cái người chủ quản lý thợ, quản lý về bên lương, thì cái DBS này nó rất là hiệu quả trong cái phần mà create cái profile cho khách hàng. Thì trên cái hệ thống này nó allow mình để mình bỏ mấy cái dữ liệu như là tên khách hàng, hoặc là những cái số phone khách hàng, hay là ngày birthday của khách hàng. Rồi bên cạnh đó thì nó cũng giúp mình có thể làm những cái promotion như là cái point system để cho nhiều người khách hàng này tới với mình thường xuyên, thì mình có thể mình cộng cái điểm cho người ta và mình give back một cái gì đó cho người ta, thì cái system này nó hỗ trợ mình bên phần đó luôn. Đánh giá thì riêng cá nhân anh thì hiện tới thời điểm này thì anh rất là thích cái sản phẩm của bên hãng DBS. Anh cũng không dám đánh giá, nhưng mà nếu mà giới thiệu cho những người thân quen, những người mà bạn của mình là có nhu cầu mở tiệm nail mà tìm hiểu về bên cái software để quản lý tiệm mình dễ dàng và thành công hơn, thì anh sẽ sẵn sàng giới thiệu cái sản phẩm này đến những người bạn, những người mà anh biết.